Podcast Sách Hay xin mến chào quý thính giả. Chúc tất cả mọi người đều may mắn và thành công trong cuộc sống. Hôm nay Podcast Sách Hay xin giới thiệu và tóm tắt nội dung đến các bạn quyển sách Người trong môn nghề. Nếu các bạn yêu thích nội dung quyển sách này, hãy đến trực tiếp các nhà sách mua ngay để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Thông tin mua sách gửi dưới phần mô tả video này nhé. Mở đầu quyển sách với dòng chữ hãy phù hợp hay là chết. Hầu hết những người trẻ đều đã từng hoặc đang trải qua cảm giác không biết mình thuộc về đâu. Khó khăn lớn nhất có lẽ không phải là kiếm được việc, mà là chọn được một nghề thực sự phù hợp với bản thân. Trên hành trình kiếm tìm ấy, người trẻ phải gánh trên vai rất nhiều áp lực vô hình từ gia đình và xã hội. Đi học thì ngành phải hot, trường phải xịn. Đi làm thì vị trí phải oai, lương tháng phải cao, công ty phải khủng. Chúng ta mải chạy theo những thứ bề nổi mà quên mất rằng mục đích sau cùng của việc chọn ngành, chọn nghề là giúp mình tìm được điểm giao thoa giữa năng lực, sở thích cá nhân với nhu cầu của xã hội. Người trong môn nghề hy vọng có thể kéo bạn lại gần hơn với mục đích bản chất ấy. Cuốn sách là tuyển tập những câu chuyện đi làm tâm huyết đến từ những cây viết dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn và những môi trường làm việc khác nhau. Những chia sẻ này sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên có một cái nhìn toàn diện hơn về thế giới công việc thực thụ. Làm việc tại tập đoàn lớn thì khác gì với môi trường start-up, nhà nước và freelance. Làm thế nào để có được một tư duy đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp và cần chuẩn bị những gì từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đâu là những điểm đặc thù của mỗi ngành nghề từ công nghệ thông tin, kỹ thuật, kiểm toán cho tới giáo dục, y tế, marketing, thậm chí là những nghề rất mới như làm game, làm YouTube. Xuyên suốt cuốn sách này, các bạn có thể thu thập thêm những thông tin hữu ích cũng như gia tăng thêm các cơ hội việc làm thông qua việc scan các QR code ở cuối mỗi chương. Bạn không bắt buộc phải chọn đúng một công việc và làm điều đó cả đời, bởi vì mỗi người luôn có thể học được điều gì đó từ những lựa chọn sai lầm. Thế nhưng bạn luôn có thể mài sắc khả năng học hỏi của bản thân để thích nghi và sẵn sàng cho một thế giới việc làm luôn không ngừng thay đổi. Những câu nói hay nhất trong quyển sách này là: đến thời điểm một người phải lựa chọn xem bạn nên xuất phát từ đâu, đam mê hay tài chính, thì lời khuyên của tôi là bắt đầu từ tài chính. Hy vọng người trong môn nghề có thể đồng hành cùng bạn trên chặng đường này. Xin chúc các bạn thành công. Hãy like và comment nếu bạn thấy video này hay và hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Quê tôi ngày ngày dần lên phố, con đường mở rộng thêm.